Bọn đi game mắc ai. Toàn đội tuyển quốc gia này. Toàn đội tuyển quốc gia. Nguyễn Vũ Hoàng. Vũ Quang Hoàng. Đánh bóng ra ngoài điểm. Ê, kênh tên là gì anh? Anh nhìn quay của anh cờ. Điểm cho Nguyên Khê Đông Anh. Vũ Ngọc Hoàng. Chắc bóng đẹp. Người cao nhỉ. Tuyển thủ quốc gia Vũ Hoàng Hoàng. Đấy bóng tốt bình thường thế đấy tám bốn. Đấy bóng chưa qua lưới điểm rất kỹ công việc. Bóng ra ngoài điểm cho thiết bị chín năm. Đấy bóng đang đi ra ngoài. Cắn bóng tốt đó, điểm là điểm. Thank you.
Điểm. Đó, không được gắt đâu. Thank you.
hàng hóa tốt. Lại buồn. Sau đây mời đơn vị của tôi. Lắm người xem đây.